Xin chào các em. Chào mừng các em đến với bài học trực tuyến ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Hồng Thủy, cô đến từ trường tiểu học B Bình Mỹ. Hôm nay cô tiếp tục đồng hành với các em môn khoa học lớp 4 bài 39 Không khí bị ô nhiễm. Sau khi học bài này thì chúng ta cần chú ý nắm được những yêu cầu sau đây. Phân biệt không khí sạch và không khí bẩn. Nếu những nguyên nhân gây nhiễm bẩn bầu không khí, khói, khí độc, vi khuẩn. Có kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng đánh giá phê phán những hành động gây ô nhiễm không khí. Có kỹ năng, có ý thức trong việc bảo vệ môi trường để có bầu không khí trong lành. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Trước khi vào bài học mới ngày hôm nay thì chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ nhé. Cô mời các em trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây. Thứ nhất, tại sao có gió? Chúng ta đã học bài hôm trước rồi, chắc chắn các bạn có được câu trả lời, đúng không? Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi này đó là không khí chuyển động thì tạo thành gió. Cô mời các bạn trả lời cho cô câu hỏi tiếp theo. Đó là sức gió thổi được chia ra mấy cấp độ? Chúng ta chắc chắn đã có được câu trả lời rồi. Câu này cũng khá dễ đúng không? Sức gió thổi được chia thành 13 cấp độ. Cô mời các bạn tiếp tục trả lời cho cô câu hỏi tiếp theo. Gió cấp 7 là loại gió nào sau đây? A. Gió nhẹ. B. Gió khá mạnh. Và C. Gió to. Vậy câu trả lời cho câu hỏi sau đây đó là câu C. Gió to. Em hãy nêu tác hại của bão. Chúng ta đang sống ở đồng bằng sông Cửu Long, rất ít khi gặp bão, phải không nào? Cho nên là chúng ta cũng ít khi biết được thực tế tác hại của bão như thế nào. Nhưng qua bài học hôm trước thì chắc chắn chúng ta đã biết được tác hại của nó như thế nào rồi. Vậy thì tác hại của bão đó là làm thiệt hại về người và của, nhà cửa sẽ sụp đổ và thiệt hại về mùa màng. Vậy các em hãy nêu cho cô một số cách phòng chống bão. Sau đây là một số ý, chúng ta hãy chọn cho mình ý đúng nhất. A. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết. B. Neo đậu tàu thuyền. C. Di dời dân đến nơi an toàn. Và D. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết, neo đậu tàu thuyền, tìm cách bảo vệ nhà cửa, nên cắt điện, di dời dân đến nơi an toàn. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong bốn đáp án này? Và đáp án chính xác đó là đáp án D. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết, neo đậu tàu thuyền, tìm cách bảo vệ nhà cửa, nên cắt điện, di dời dân đến nơi an toàn. Cô xin chúc mừng tất cả các bạn nào đã có những câu trả lời đúng trong tất cả các câu hỏi cô vừa đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài học mới ngày hôm nay nhé. Đó là bài không khí bị ô nhiễm. Ở bài học này chúng ta đi vào tìm hiểu ba hoạt động, đó là tìm hiểu không khí sạch và không khí bị ô nhiễm. Thứ hai đó là tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Và thứ ba là tìm hiểu tác hại của không khí bị ô nhiễm. Và chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hoạt động thứ nhất. Đó là quan sát hình ảnh nào thể hiện bầu không khí trong sạch, hình ảnh nào thể hiện bầu khí không khí bị ô nhiễm và tại sao em biết. Sau đây chúng ta hãy quan sát những hình ảnh sau đây cho cô.
Bây giờ chúng ta quan sát các bức tranh sau và cho cô biết hình ảnh nào thể hiện bầu không khí trong sạch, hình ảnh nào thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm và tại sao em biết. Nhìn vào tất cả các cái hình ảnh này thì chắc chắn chúng ta đã biết được hình ảnh nào là thể hiện bầu không khí trong sạch và hình ảnh nào thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng hình ảnh một nhé. Đây là hình ảnh thứ nhất. Nhìn vào đây thì chắc chắn chúng ta biết đây là hình ảnh biểu hiện không khí bị ô nhiễm vì nó có nhiều ống khói nhà máy đang thải những đám khói đen lên bầu trời, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào hình ảnh thứ hai. Nhìn vào đây, chúng ta chắc chắn biết được đây là bầu không khí trong sạch vì nó thể hiện có bầu trời cao và xanh, không gian thoáng đãng, cây cối xanh tươi. Tiếp tục, chúng ta đi vào hình ảnh thứ ba nào. Đây là hình ảnh khá quen thuộc đối với nông thôn chúng ta. Bầu không khí này là thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm do đốt chất thải trên đồng ruộng ở nông thôn, đúng không nào? Chúng ta đi vào hoạt động thứ tư. Đây là hình ảnh biểu hiện không khí bị ô nhiễm do có nhiều xe cộ đi lại thải ra rất nhiều khói đen và làm tung bụi trên đường. Phía xa nhà máy đang thải khói đen lên bầu trời, các cửa hàng sửa chữa xe thải khói bụi ra đường, vân vân. Vậy thì qua tất cả những hình ảnh chúng ta vừa quan sát thì các em cho cô biết không khí có những tính chất gì? Đây là một câu hỏi cũng khá là thú vị, đúng không nào? Vậy thì không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Theo em, thì không khí như thế nào được gọi là trong sạch? À, không khí trong sạch là không khí trong suốt, không màu, không mùi, chỉ chứa khói, bụi, khí độc, vi khuẩn với tỷ lệ thấp và không làm hại đến sức khỏe con người. Chúng ta tiếp tục quan sát 3 bức tranh sau đây cho cô và cho cô biết thế nào là không khí bị ô nhiễm. Nhìn 3 hình ảnh này thì tất nhiên chúng ta đã có được câu trả lời rồi, đúng không nào? Vậy thì không khí bị ô nhiễm là không khí có chứa một trong các loại khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn quá tỷ lệ cho phép, có hại cho sức khỏe con người và các sinh vật khác. Qua các cái hình ảnh vừa rồi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta có kết luận như sau. Không khí trong sạch là không khí trong suốt, không màu, không mùi, chỉ chứa khói, bụi, khí độc, vi khuẩn với tỷ lệ thấp và không làm hại đến sức khỏe con người. Không khí bị ô nhiễm là không khí có chứa một trong các loại khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn quá tỷ lệ cho phép, có hại cho sức khỏe và các sinh vật khác. Vậy, theo em thì bầu không khí ở địa phương mình là bầu không khí trong sạch hay là bầu không khí bị ô nhiễm? Vậy để phân biệt được điều này, chúng ta đi vào tìm hiểu hoạt động thứ hai, đó là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Bây giờ cô mời tất cả các em hãy quan sát tranh và trình bày những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm. Chúng ta hãy quan sát cho thật kỹ những hình ảnh này nhé. Đây là một trong những cái hình ảnh như là khói do các cái cột khói nhà máy công nghiệp, thải ra rồi đốt rác thải trên đồng ruộng, rồi khói bụi do xe cộ qua lại thải ra, rồi nước thải sinh hoạt
chưa được xử lý thải ra ngoài và rác thải vứt rác không đúng nơi quy định, các cái chất thuốc trừ sâu hóa học vân vân. Vậy thì nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do đốt rừng, đốt rác thải trên đồng ruộng nương rẫy, do khí thải của các nhà máy, khói khí độc của các phương tiện giao thông, khói bụi cát trên đường tung lên khi có quá nhiều xe cộ qua lại. Vứt rác bừa bãi tạo chỗ ở cho vi khuẩn, mùi hôi thối, vi khuẩn của rác thải thối rữa, sử dụng nhiều chất hóa học, phân bón, thuốc trừ sâu, vân vân. Và đây là một trong rất nhiều các cái nguyên nhân gây ô nhiễm bầu không khí. Chúng ta đi vào phần thứ ba, đó là tìm hiểu tác hại của không khí bị ô nhiễm. Không khí ô nhiễm có tác hại gì đối với con người và động vật, thực vật? Chúng ta sẽ tìm hiểu các hình ảnh sau đây. Gây ra bệnh viêm phế quản, bệnh phổi mãn tính. Rồi, ô nhiễm gây ra bệnh ung thư phổi. Ô nhiễm gây ra các bệnh về mắt, gây khó thở. Và ô nhiễm bầu không khí sẽ làm cho các thực vật, động vật chậm phát triển và không phát triển. Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu và có kết luận như sau. Không khí bị ô nhiễm nó có tác hại đối với con người và động vật, thực vật, như gây ra bệnh viêm phế quản, bệnh ung thư phổi, các bệnh về mắt, bệnh viêm mũi, và làm các động vật, thực vật chậm phát triển và không phát triển. Vậy các em hãy nêu cho cô nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm. À, nguyên nhân đó là khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn là nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm. Vậy không khí được coi là trong sạch khi nào? À, không khí được coi là trong sạch khi những thành phần kể trên có trong không khí với tỷ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe của con người và các sinh vật khác. Và đây cũng là bài học ngày hôm nay. Chúng ta hãy ghi thật cẩn thận và học thuộc bài cho cô nhé. Vậy, từ cái bài học vừa rồi thì chúng ta thấy là chúng ta đã làm gì để góp phần bảo vệ bầu không khí trong sạch? Chúng ta suy nghĩ xem chúng ta đã làm được gì? Và sau khi học xong bài này, chúng ta hãy chú ý phân loại rác, đốt các cái rác thải nếu chúng ta đốt được, vệ sinh sạch sẽ chỗ ở, trồng nhiều cây xanh, không phá hoại môi trường và bảo vệ rừng. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta hãy cố gắng làm thật tốt để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần trò chơi ai nhanh ai đúng. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất. Thế nào là không khí trong sạch? A. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị. B. Chỉ chứa khói, bụi, vi khuẩn với tỷ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe của con người và các sinh vật khác. Và C. Cả hai đáp án trên, các em hãy trả lời cho cô trong vòng 5 giây. Hết giờ rồi, và đáp án đúng đó là đáp án C, cả hai đáp án trên. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ hai. Thế nào là không khí bị ô nhiễm? A. Chỉ chứa khói bụi vi khuẩn với tỷ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe con người và các sinh vật khác. B. Không khí bị ô nhiễm là không khí có chứa nhiều khói bụi
Mùi hôi thối của rác gây ảnh hưởng đến người và các sinh vật khác. 5 giây cho các em. Và đáp án đúng đó là đáp án B. Không khí bị ô nhiễm là không khí có chứa nhiều khói bụi, mùi hôi thối của rác gây ảnh hưởng đến người và các sinh vật khác. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ 3. Vứt rác ra đường như hình ảnh dưới đây đúng hay là sai? A. Việc làm đó sai vì vứt rác bừa bãi sẽ làm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. B. Việc làm đó đúng vì vứt rác chỗ đó không ảnh hưởng tới ai. 5 giây cho chúng ta. Và câu trả lời đúng đó là câu A. Việc làm đó sai vì vứt rác bừa bãi sẽ làm ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Và bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô xin tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan và học giỏi. Sau khi học bài này rồi, chúng ta về cố gắng làm thật tốt những việc để bảo vệ môi trường nơi mình ở và không khí chung của trái đất nhé. Chúc các em chăm ngoan và học giỏi. Tạm biệt.